Kênh Lưu Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đã xem kênh nha. Mình tiếp theo trở lại nhà vườn của Như Ý, có một số mặt hàng hoa giấy giống mới, cũng khá là mới để giao lưu cùng bà con nha. Như bà con đang xem đây là cây dưa hấu nha bà con. Dưa hấu non nó chưa có lên màu, dưa hấu non nó giật giật vậy nè. Rồi mời bà con và các bạn mình cùng gặp Như Ý để giao lưu nha. Rồi em chào Ý. Em chào anh Linh, chú chú chị đang theo video của em. Thì số điện thoại đồng thời là Zalo của nhà vườn em là 0707069329, địa chỉ là 126A ấp Hưng Hòa, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì hôm nay có Zalo của chú chị mình một số mặt hàng có giá giống mới bên em như là dưa hấu non không chú chị. Đó, và một số lô hàng như là red pizza, cành vàng lá ngọc, cẩm hạch tím. Thì không phải của chú chị mình, em sẽ lên ngay mã số 1 là một cây dưa hấu non không chị. Cái mà nó sẽ nhạt hơn cái dưa hấu đỏ của mình ha. Mã số 1. Chiều cao của cây này là 80, tán ngang của cây này là 60. Hoành là hoành 16. Dạ rồi, thì cái mã số 1 cho đến mình cái mã này với cái mức giá của nó là 280.000 không quý anh chị, 280.000 cái mã số 1 luôn. Cây đấy cũng đẹp nha bà con. Thật dạ. Lượng 280.000. Dạ. Giá thì em bao gồm phí ship đến tận vườn cho quý anh chị mình ha. Tiếp theo lên cho mình mã số 2 là cây cẩm hạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 40. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18. Thì mã số 2 cây mạch tím siêu hoa anh giao lưu đến mình cái mức giá của đó là 270.000 cho cây mã số 2 cây mạch tím siêu hoa luôn. Cẩm thạch tím siêu hoa, đế sổ trắng sạch đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 3 là một cây petro hết quý cho chị. Cây này em cũng đã vô dây thành phẩm cho mình luôn. Thì cái cây này thì thuộc dòng siêu hoa, lên hoa full luôn, rất là đẹp luôn hết quý anh chị. Cái ship đi có thể rụng hoa cho mình ha. Phơm tàn nó lùng lực nha bà con, đặc tàn. Chiều cao của cây này là 70, tán ngang của cây này là 60. Hoành này là hoành 19 ha quý anh chị. Mã số 3 một cây cẩm hạch tím siêu hoa, một cây petro. Thì em giao đến của chú anh chị mình cái mức giá là 500.000, nhìn như tàn dù rất là đẹp luôn cho mã số 3, một cây petro 500.000. Tiếp theo thì em cũng lên cho mình cái mã số 4 là một cây cẩm hạch trắng ha quý anh chị, cẩm hạch trắng ghép với Sakura Blycan ha quý chị, cho mã số 4. Sakura Blycan. Nghiếp với cẩm hạch trắng rất là đẹp luôn, hai dòng cẩm hạch. Chiều cao của cây này là 90, tán ngang của cây này là 45. Hoành ở đây được là hoành 15 ha quý anh chị, hoành 15. Mã số 4 em giao đưa đến mình với cái mức giá của nó là 280.000 ha quý anh chị. 280.000 cho mã số 4 luôn. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5 là một cây red pizza luôn. Cây này đang ôm búp nè quý anh chị. Mình gửi đây nó cũng sẽ ít bị rụng hoa ha, cho cái mã số 5 luôn. Chiều cao của cây này là 65, tán ngang của cây này là 40. Hoành chỗ này là hoành 22. Sổ đế của cây này là 33. Thì mã số 5 giao đến của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 300.000 ha quý anh chị. 300.000 cho mã số 5 luôn. Cây đang bút hoa quá nhiều rồi con ơi. Dạ. Tiếp theo em lên cho mình cái mã số 6 là một cây cẩm hạch tím ha quý anh chị. Cây này thì em đã vô dây thành phẩm cho mình luôn ha. Quá trời, cái cây phôi rồi. Mã số 6 ha quý anh chị. Chiều cao của cây này là 70, tán ngang của cây này là 40. Hoành cổ em đo vị trí này cho mình là 27. Sổ đế của cây này là 40. Cái cụ đế quá đẹp. Tổng bệ của nó là 52. Rất là đẹp luôn. Đó. Cây này thì em mới vụ được không anh chị. Bố của chú chị mình là mua hộp nhãn cái này á, thì bố của chú anh chị mình vui lòng cọc cho em 100.000 ha chú anh chị, tại cây này có giá trị á nên em phải lấy tiền cọc em mới gửi cho mình được ha. Thì mã số 6 nha luôn của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 700.000. Cho mã số 6 của chú anh chị. Cụ đế khá là đẹp, trên dạ. Tàn tược cũng đều luôn. Dạ đúng rồi, 600.000 ha. À, 700.000 ha quý anh chị cho mã số 6 này. Thì tiếp theo em lên cho mình mã số 7 là một cái cành vàng lá ngọc cũng đã vô dây thành phẩm luôn ha quý anh chị. Mã số 7. Chiều cao của cây này là 60, tán ngang của cây này là 50. Hoành cỏ em đo vị trí này cho mình là 24. Sổ đế của cây này là 30. Mã số 7 em Zalo đến mình một cây cành vàng lá ngọc vô thành phẩm với cái mức giá của nó là 650.000 ha quý anh chị. 650.000.
cây này hoa đỡ màu, một lúc màu trắng luôn hồng ha ý. Thì đúng rồi, rất là đẹp, được chơi được hai mà không biết gì. Rồi, ok. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8 là một cây tím pháp không biết gì. Chiều cao của cây này là 70, tán ngang 50. Cổ hoành là 15, mã số 8. Tím pháp anh cho đối với mình với cái mức giá là 250.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 9 là một cây Kayata. Kayata siêu hoa luôn, lúc nào cũng thấy có hoa hết. Chiều cao 90, tán ngang 40. Chị tán vậy sao 40 ý? Tán gì dữ lắm á. Anh nói nhận với chị tán ngang của nó là 70 ha. To nhiệt tình ra mét à. Hoành là hoành 13, sổ đế của nó là 30. Thì mã số 9 em Zalo đến với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 280.000 cho mã số 9 theo anh chị. Kayata. Ok, cây rất là đẹp. Tiếp theo là mã số 10 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 80, tán ngang của cây này là 30. Hoành là hoành 14. Sổ đế của cây này là 25. Rễ rất là đẹp luôn không anh chị. Mã số 10 cây cẩm thạch tím này em cũng giao lưu đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 270.000 cho một cây cẩm thạch tím siêu hoa mã số 10 ha quý anh chị. Thì số điện thoại đồng thời là Zalo của em là 0707069329. Tiếp theo em lên cho mình mã 11 là một cây Petro ha quý anh chị. Petro. Cây này tàn tượng bo nó sung lắm nha mọi người. Chiều cao cây này là 75, tán ngang của cây này là 55. Hoành là hoành 24. Sổ đế của cây này là 32. Mã 11, một cây Red Pizza cho lưu đến cô chú anh chị mình với cái mức giá là 370.000. Cây gì? Màu gì? Cây Red Pizza hả quý anh chị? Red Pizza ha. Dạ. Nãy nó lộn. Rồi. Dạ. Tiếp theo em lên cho mình mã 12 là một cây đỏ lửa hả quý anh chị? Chiều cao của cây này là 80, tán ngang của cây này là 55. Hoành là hoành 13, mã 12 một cây đỏ lửa em giao đến cô chú anh chị mình cái mức giá là 250.000 cho mã số 12, một cây đỏ lửa. Rực lửa luôn. Trời ok, cây đế sổ rất đẹp quá. Tiếp theo em lên cho mình mã số 13 là một cây ba màu tiết em lấy vô gia hình phẩm ha quý anh chị. Mã 13. Trắng tiết, hồng tiết và tím tiết. Chiều cao của cây này là 75, tán ngang của cây này là 65. Hoành em lo vị trí này cho mình là hoành 19. Sổ đế là 30. Thì mã số 13 cây vô gia hình phẩm 3 màu tiết, trắng tiết, hồng tiết và tím tiết em giao lưu với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 650.000 không quý anh chị. Cho mã số 13 luôn. 650k. Tiết, hồng tiết và tím tiết. Rồi ok. Tiếp theo em lên cho mình mã số 14 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 60, tán ngang của cây này là 40. Hoành là hoành 17. Sổ đế là 30. Thì mã số 14 ngày cẩm thạch tím siêu hoa anh giao lưu đến mình với cái mức giá là 320.000 cho mã số 14 ha quý anh chị. 320.000 cho mã số 14. Rồi. Tiếp theo em lên cho mình mã số 15 là một cây bét, một cây Red Pizza. Đỏ pizza, màu đỏ rất là đẹp luôn. Giống mới siêu hoa nha bà con. Chiều cao của cây này là 75. Tán ngang của cây này là 45. Hoành là hoành 16. Sổ đế là 40. Thì mã số 15 em giao lưu đến mình với cái mức giá của nó là 300.000 cho mã số 15 một cây Red Pizza. Tiếp theo em lên cho mình mã 16 là một cây Petro vô dây hình phẩm ha quý cô chú anh chị. Mã 16. Chiều cao của cây này là 62, tán ngang của cây này là 55. Hoành cổ của nó là 18. Sổ đế là 30. Dáng bonsai lùng lực. Dạ, củ uống éo rất là đẹp luôn ha quý anh chị. Mã số 16. Em giao đến quý cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 500.000 ha quý anh chị cho mã số 16 luôn. 500.000. Ok.
Tiếp theo em lên cho mình mã 17 là quay cái mạch tím siêu hoa. Chiều cao của cây này là 85. Dáng bonsai quá đẹp. Tán ngang của cây này là 65. Hoành là hoành 32. Sổ đế của cây này là 33. Cây này một củ bự rất là đẹp luôn ha, để cho em đo cho mình cái tổng bệ ha quý anh chị. Tổng bệ của cây này là 53 ha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Thì mã số 17 em giao lưu đến mình với cái mức giá của nó là 700.000 ha quý anh chị, cho mã số 17 luôn, 700.000. Cây vô thành phẩm rồi, rất là đẹp luôn, 700.000. Rồi, ok. Tiếp theo em lên cho mình mã 18, cũng là một cây vô thành phẩm mà là dưa hấu ha quý anh chị. Mã số 18. Dưa hấu đang nụ. Chiều cao của cây này là 90. Tán ngang của cây này là 70. Hoành là hoành 25. Sổ là 40. Tổng bệ là 50. Mã 18 một cây dưa hấu vô thành phẩm cho đến mình với cái mức giá của nó là 680.000 ha quý anh chị, cho mã số 18 luôn. 680.000 cho mã số 18. Cây này nó chi ta chi tặng ra rất đẹp luôn. Dạ. Rồi. Tiếp theo em lên cho mình mã 19 ha quý anh chị, đầu cây tím bướm. Chiều cao cây này là 60. Tán ngang của cây này là 50. Hoành là hoành 15. Sổ đế là 32. Mã 19 cây tím bướm giao lưu đến mình với cái mức giá là 250.000 ha quý anh chị. 250.000 cho mã số 19. Cây tím bướm. Dạ. 250. Rồi. Cuối clip là mã 20 là một cây petro ha quý anh chị. Cây petro cho mã số 20. Chiều cao của cây này là 80. Tán ngang của cây này là 75. Hoành là hoành 11. Sổ đế của cây này là 35. Thì mã số 20 em giao đưa đến mình với cái mức giá của nó là 300.000 ha quý anh chị. Ở đây gốc với zin ha, nó ở đây gốc Mỹ lên lá cẩm thạch luôn quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đâu. Đây ha, xong hay ha. Dạ. Biến ra gì nữa đây? Dạ rồi, hôm nay cũng là cây cuối clip, thì rất cảm ơn quý chú chị mình đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho video của em cũng như kênh của anh Lim. Hẹn gặp lại quý chú nhiên tiếp theo. Rồi, mến chào ý nha, mến chúc bà con một ngày xem clip vui vẻ và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo nha bà con.